Lớp 12 nên biết, chọn ngành và chọn trường không quan trọng bằng chọn thầy. Bạn muốn thành công thì bạn phải học từ những người đã thành công trong lĩnh vực đó. Đối với những bạn có khát vọng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, Trường Doanh nhân CEO Việt Nam Global là môi trường tuyệt vời dành cho bạn. Tại đây, quy tụ dàn giảng viên là những chủ doanh nghiệp. Họ sẽ giảng dạy và chia sẻ cho bạn kiến thức kinh doanh thực tiễn, kinh nghiệm xương máu trên thương trường được đánh đổi bằng tiền bạc, mồ hôi và nước mắt. Tư duy làm chủ công việc và làm chủ cuộc sống. Thói quen của người thành công. Kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, đàm phán. Ngay thời điểm kết thúc năm học thứ nhất, tất cả học viên sẽ được tham gia làm việc tại doanh nghiệp chuyên nghiệp, tự tin sống tự lập và tự chủ tài chính của bản thân. Hơn thế nữa, những người thầy doanh nhân sẽ trở thành nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp của bạn và làm mentor dẫn dắt bạn trong suốt chặng đường đời. Đăng ký xét tuyển ngay để tìm kiếm người thầy dẫn lối cuộc đời bạn. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam Global, kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.